hàng ngàn hồ sơ công phá website Mission Play. 10 cô gái xuất sắc nhất đã lộ diện. Xinh đẹp, quyến rũ với những đường cong nóng bỏng. Họ sẽ góp mặt trong MV Nắng Chợt Yêu cùng diễn viên ca sĩ Minh Hằng. Vui đùa là nước xanh giữa ngày. MV là câu chuyện tình lãng mạn trong ngày hè rực nắng với biển xanh và bãi cát trắng. Trái tim em chỉ biết anh thôi. Ai sẽ đăng quang Miss Sunplay 2015? Bình chọn ngay cho top 10 thông qua fanpage của Sunplay Việt Nam. Đón xem vòng chung kết diễn ra vào ngày 12 tháng 7 tại công viên nước Đầm Sen. Sunplay da không sợ nắng, da vẫn trắng đều.